Chào mọi người đã đến với Gia Trai Miền Tây nha. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 2023 ha. Gia Trai Miền Tây tiếp tục giao lưu đồ xưa nha mọi người. Số máy chốt hàng của Gia Trai Miền Tây là hai số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838 nha. Cả hai số trên đều có Zalo. Và khách mới thì vui lòng cọc 200.000 dùm cho Gia Trai Miền Tây nha. Đầu tiên mình xin giao lưu mã số 1 là một cái quán tẩy cúc dây tàu nha. Đường kính của nó là 27.8 cm. Cái quán tẩy này thì nó bự nha mọi người, nó bự, tình trạng của nó là lành coi như là hoàn hảo luôn đó mọi người. Tại vì cái này là của nhà sưu tầm mà người ta kén, người ta chơi toàn những đồ lành không mọi người, nó rất là lành luôn mọi người ơi, khỏi chê, không có chỗ nào mà chê được. Cái quán tẩy tàu đẹp lành này em vô luôn với giá là 3.8 triệu nha, 3.8 triệu cho mã số 1. Bỏ đâu vậy ta? Mã số 2, một cái bình rồng lục giác cao 43 cm nha, 43 cm đây mọi người, đẹp lắm luôn nha mọi người, đẹp mà nó bự luôn. Đây chôn tình trạng của nó là lành mọi người ơi, lành mà đẹp, cái này đẹp mà nó lành nữa. Cái này em vô luôn với giá là 1.2 triệu nha, 1.2 triệu chứ cái bình rồng 43 cm, 1.2 triệu, xuất sắc luôn mọi người. 1.2 triệu là mã số 2. Mã số 3 nha, em giao luôn một cái song tâm Nhật nha, hàng Nhật nhưng mà nó hiếm nha, hàng Nhật nhưng mà hiếm. 31.5 chiều cao nó là 31.5 song tâm Nhật đó mọi người ơi. Hàng tình trạng đó mọi người, nó có chân chim nha mọi người, chân chim nhỏ thôi nhưng mà nó không có xuyên cốt, thì cốt rất là dày cho mọi người xem nè, chỗ này nè, và có một cái điểm mẻ chút xíu đây, chân cái này có chút xíu đây nữa, nó song tâm này rất hiếm nha. Song tâm Nhật này em giao lưu với giá là 3.5 triệu nha, 3.5 triệu cho mã số 3 nè mọi người. Em bán cái bình Nhật cái đó giờ biết bao nhiêu bình Nhật, nhưng mà lần đầu tiên bán được cái song tâm đó mọi người, là biết nó hiếm cỡ nào rồi. 3.5 triệu là cái mã số 3. Mã số 4 đây, bữa nay có đồ Nhật là đẹp không nha, một cái cặp cá quá long ngư long hí thủy có bịch đồng xưa 10.7, đường kính của nó là 10.7, xuất sắc luôn mọi người. Tình trạng của nó là lành, cái đầu tiên lành, cái thứ hai đây, tình trạng của cái này nó cũng lành luôn mọi người ơi, cái thứ hai này cũng lành luôn. Hai cái gì, cái chén cá quả long này em giao luôn với giá 800.000 nha, 800.000 cho mã số 4. Mã số 5, một cái dầm tích lã vọng được kính là 13.9, mã số 5 13.9, cái dầm Nhật xưa nha mọi người, nó gạn nè, tình trạng nó có bị bẫy một cái điểm rất là nhỏ luôn bên đây chút xíu nè. Cái dầm Nhật tích lã vọng này em giao luôn với giá là 500.000, 500.000 cho cái bình, cái dầm lã vọng. Mã số 5. Mã số 6 mọi người, chung trà đây, hai cái chung cực kỳ đẹp luôn nha, giờ mua chung đi nào, có cái bình em bán bình luôn mọi người, hai cái chung và hai cái dĩa hồng màu sắc tươi gôi gói nha, hàng Sông Bé có hiệu lò luôn đó. Cái bộ này là hai dĩa và hai chung em bán với là 300.000, 300.000 cho mã số 6. Rồi cái quạt nó lại khùng nữa rồi. Mã số 7 em giao luôn một cái bình tàu Đông Thanh 24.5 bình tàu Đông Thanh nè mọi người, Phụng Hí Ngô Đồng hay gì đây nè, phải không nữa, nó đại nữa, biết đâu chúng mọi người. Đây tình trạng bị mẻ dưới tóc còn được xíu đây nha, bên đây là bị dập men thôi. Và một cái điểm đây, tóc dòng nè mọi người đó. Cái bình tàu Đông Thanh này em giao lưu với giá là 1.2 triệu nha, 1.2 triệu cho cái bình tàu Đông Thanh. Mã số 7. Mã số 8, hai cái chén Thiên Hạ Thái Bình Nhật. Thiên Hạ Thái Bình Nhật đường kính của nó là 10.3, 10.4 nha. Em quay. Chưa kịp rửa nữa mọi người. Rất đẹp luôn, chén Thiên Hạ Thái Bình rất là mỏng nha, mỏng lắm luôn. Còn cái thứ hai nè, đúng một cặp nha.
kiếm cái thứ ba không có nha. Hai cái này em giao lưu với giá là mấy trăm ngàn đây, 650.000 cho mã số 8. Cái này là dòm cái mọc không có muốn mua mọi người. 650.000 cho mã số 8 nha. Rất là mọc. Mã số 9. Một cái dĩa phụng thư Nhật đường kính là 12.5. Phụng thư Nhật 12.5 đây. Tình trạng của cái dĩa này lành mọi người. Cái dĩa này em giao lưu với giá là 250.000, 250.000 cho mã số 9 Nhật nha. Mã số 10. Em giao lưu hai cái chén. Ồ chén này đẹp lắm, đẹp mà hiếm nữa. Đường kính của chén này là 10.5. 10.5. Đây mọc, mọc Nhật nha mọi người. Long phụng Hòa Minh. Tình trạng là lành mọi người. Mọc đỏ hết trơn luôn. Long phụng Hòa Minh. Xuất sắc luôn mọi người, nhãn rồng mọi người. Nó in mà xuất sắc luôn nè. Cái này nó cũng lành luôn nha. Hai cái chén này em bán với giá là 700.000, 700.000 cho hai chén Long Phụng nha. 700. Đó là mã số 10, mã số 11. Một cái chén Bắc Tiên. Cái chén Bắc Tiên này có đường kính là 11 cm. Đây cái chén Bắc Tiên Nhật nha mọi người. Ồ đẹp lắm luôn, chén Bắc Tiên này cũng rất là hiếm này nha mọi người. Nó có bịch bịch đạc hay bịch đồng gì nè. Bạc mọi người. Tình trạng của cái chén này nó có một cái đường tóc đây nè. Tóc ở chân chim ta, chân chim hay gì nè, cái này nè mọi người, rất là mờ. Cái chén này bán với giá là 300.000 nha, 300.000 cho cái chén Bát Tiên mã số 11. Mã số 12 em giao lưu một cái cặp trò, một cổ bồng đi, một cái cổ bồng màu phong khê xưa nha mọi người. Cái này em nói Sài Gòn là mọi người mua chân à, mà em nói một hở em nói được Phong Khê là mọi người không mua ha, mà em nói Sài Gòn là mọi người mua chân. Cái này là tình trạng của nó, là tình trạng của nó có bị ga mảnh một điểm rất là nhỏ nè mọi người, chút xíu chỗ này nè, ga mảnh chỗ này nè nghe, nhưng còn rất là đẹp. Cái này Phong Khê xưa nghe mọi người, em đâu có dám, đâu có lừa gạt được mọi người, tại vì mọi người mua một, đâu phải mua của em một món, tại mọi người sẽ mua em rất là nhiều món, cho nên là đồ em phải nói chuẩn nha. Đó Phong Khê xưa em bán này cũng rất là nhiều năm rồi mọi người. YouTube thì mới bán đây thôi nhưng mà bán rất là nhiều năm rồi. Đây cái thứ hai nó bị vài vẫy xíu cái này à. Và một đường tóc gió đó. Phong Khê xưa nghe, chân nó thì bình thường, đẹp lắm nha mọi người. Phong Khê xưa nhưng mà vẫn có giá trị nha, vẫn có giá trị của Phong Khê xưa, tại vì cái đồ Phong Khê nó có hai, nó có ba dạng mọi người. Một là Phong Khê cổ là hơn 100 năm, hai là Phong Khê xưa là trước năm 75 mọi người, và là và một cái là Phong Khê nữa là Phong Khê mới. À, Phong Khê mới thì em không bàn tới nha, em chỉ nói là cái này là Phong Khê xưa nha. Đó, những cái hàng này thì những cái nước Đông Nam Á người ta rất là chuộng mọi người, lúc hồi xưa ta nhập rất là nhiều. Đó, mà gì rất là đẹp, Phong Khê xưa này. Em chỉ cặp này em giao lưu với giá là 2.500.000 nha. 2.500.000 cho cái mã số 12. Xuất sắc luôn mọi người. Mã số 13 là một cái đâu rồi? Mã số 13 là hai cái chén Trúc Lâm Thất Hiện mọi người. Clip này em lên toàn đều đẹp không mọi người nha. 10.5. Đường kính của nó là 10.5 này, cái chưa kịp lau nè. Made in Japan. Cũng có bịch hết trơn mọi người. Người ta xưa người ta sợ nó bị te bị mẻ mọi người, cho nên người ta quý đồ mọi người, bịch hết trơn luôn. Trúc Lâm Thất Hiện được hai cái. Cái này cũng lành luôn. Hai cái chén Trúc Lâm Thất Hiện em giao lưu với giá là 650.000. 650.000 cho hai chén Trúc Lâm Thất Hiện nha. Mã này là mã số 13, mã số 14. Một cái này là một cái ống hít mọi người, hít gì đây nè. Thử người xem nha. Nó rất thổi rất là hay nha. Đó, em mới phát hiện ra cái của nó. Made in Japan. Đây. Cái này cũng rất là hiếm hoi luôn mọi người, đắp nổi gồng luôn. Cái này là em giao lưu với giá là bao nhiêu ta? 600.000. Mã số 14 với giá là 600.000. Cực kỳ lạ luôn. Xưa nha mọi người. 600.000. Tiếp theo em giao lưu một cái chén Phụng Thư. Phụng Cuốn Thư. Đường kính của cái chén này là 10.8. Em chưa kịp lau quá. 10.8. Rất là mỏng.
mỏng te mỏng tét luôn mọi người, con phụng rất lạ này nha. Thư đây có bịch hết trơn rồi, bịch này bịch bạc, bịch đồng gì. Tình trạng nó có hai cái đường tóc, ba bốn đường tóc nha mọi người, bốn đường tóc nhỏ nhỏ không à. Đây nè mọi người muốn thì em đến quay kỹ cho mọi người xem nha. Cái chén phụng thư này em giao lưu với 250.000, 250.000 mã số 15. Đây mã số 16. Một cái chậu này, cái chậu này gốm Sài Gòn 24.3 và 17.5, chậu gốm Sài Gòn nha mọi người. Đây ba con bướm, quá trời nhiều bướm luôn. Tình trạng của nó lành nha mọi người, nó sẽ có những cái vết dạng thời gian nó là chuyện rất là bình thường nha. Đây cái chậu này em giao lưu với giá là 3.9.000, 3.9.000 cho cái mã số 16. Mã số 17 đây, mã số 17, 4 cái ly Pháp, 4 cái ly này là 4 cái ly của Mỹ, 19616. Đây cái ly này, cái ca đi, 1966, cái này 1962, còn rất là đẹp. Cái thứ ba này là 19 mấy đây, 1966 đây, quá đẹp luôn. Cái này là 1936, 3 cái 1966 và 1 cái 1962. Cái này em giao lưu giá là 500.000, 4 cái ca của Mỹ xưa, 500.000. Tiếp theo là mã số 18, một bữa nay em giao lưu đều đẹp lắm mọi người. 40.8 nha. Chiều cao của cái bình này là cao 40.8. Rất to nha mọi người. Hàng Nhật xưa, nhưng trong những nhà sưu tầm người ta ra có đồ không mọi người, chứ mua nhà dân không có nữa đâu. Nhật xưa 40.8. Tình trạng của cái này đó mọi người, có một cái điểm tóc gió mà phía dưới chút xíu mọi người, coi như mà mọi người bỏ qua giùm em luôn đi cũng được. Đến đây tóc gió chút xíu, phía này không có nè. Nhật xưa mà xe tay nữa mọi người. Đây 40.8 rồi nha. Nó ai mà chơi được Nhật không bỏ qua, không nên bỏ qua cái này nghe mọi người. Cái bình Nhật này là em giao lưu với giá là 3.7.000 nha. 3.7.000 cho mã số 18, 40.8 cm, 3.7.000. Tiếp theo là mã số 19. Một cái này. Mã số 19 này. Mã số 19, một cái hộp. Hộp này cũng có Nhật luôn mọi người. Kích thước là 13. Bên kia là 10. 10 x 13. Đây mọi người. Gồng đắp nổi luôn nha. Cái này lần đầu tiên trong đời em gặp mẹ bán luôn đó mọi người. Made in Japan, Nhật xưa nha. À, này rất là hiếm mọi người. Chơi đồ Nhật mà bỏ qua cái này thì cực kỳ tiếc luôn, biết cái hộp này đựng gì nữa nè. Đó, cái hộp này là em giao lưu với giá là 1.2.000 nha. Made in Japan gõ cái hiệu rõ ràng luôn nha mọi người. 1.2.000. Rồi, tiếp theo là em giao luôn cái mã số 20, một cái siêu phẩm nha mọi người, một cái siêu phẩm của cái gốm tàu. Em quay cái nắp trước cho mọi người xem. Rồi này dính vô cái nắp này luôn này. Nắp này tình trạng của nắp tàu là lành nha, nắp tàu này lành. Một cái bình tích này tích diễn biết luôn. 11.5, chiều cao 11.5. Đây cái màu bự khủng khiếp luôn mọi người. Giờ em không có thước, em đo chiều cái đo cái bộ cái màu nữa nè, em đo sơ sơ cho mọi người nha. Cái bồng vào bụng nó tới 45 cm nặng nha mọi người, quay đồng. Ở đó giờ em mới gặp được cái bình mà nó siêu bự siêu khủng như thế này nữa. Tình trạng của nó để em xem thì kỹ nha mọi người, cái này mà không mua tiếc, cực kỳ tiếc. Tại em không chơi đồ tàu cho nên là em không có giữ cái này nha. Tình trạng của nó là chỉ có khờn nhẹ gờ gác tay cái dành miệng nó thôi. Một cái ám siêu khủng khiếp luôn mọi người. Đó cái ám này là em giao lưu với giá là đâu rồi, 10.000.000 nha. 10.000.000 cho cái ám tàu siêu độc luôn. 10.000.000 là cái mã số 20, mã số 21 nha. Một cái dĩa Nhật siêu to khổng lồ 30.5.
30.5. đây cái dĩa Nhật. Cái dĩa Nhật này bao hàng xưa nghe mọi người, mọi người dùng cái chôm nè. Nhật xưa mà cái dạng mà những cái hàng đặc á mọi người, những cái nhà có điều kiện người ta mới xài những cái loại này thôi. Y như mới luôn. Nhưng mà chôm thì không bao giờ mới nha mọi người. Bự chà bá lửa luôn, dùng chôm giùm em nha. Đây, cái dĩa Nhật này em cho luôn với giá là 2 triệu. 2 triệu cho cái dĩa Nhật mã số 21. Đây vô. Mã số 22 nha, một cái ống bút. Ống bút tàu. Bao chuẩn cổ nha mọi người. Cao 12 cm tình trạng. Cái này là không biết là cúc không hay gì nè. Đây, chôm, nó có lát chôm phía dưới nè mọi người. Lát chôm phía dưới và nó có một đường tóc ta. Em coi kỹ lại, có một đường tóc rất là ngắn này. Tóc này là không xiên cốt. Không phải tóc này, không phải tóc không đây. Hình như nó bị chày men không người, chỗ này nè. Chày men nè, chút xíu nè. Chày men thôi nha. Cái ống bút này em vô luôn với giá là 3 triệu. Ống bút tàu chuẩn cổ 3 triệu. Đó là mã số 22. Ở số 23 một cái tô lông vắt, tô ngư lông thủy thủy, tàu siêu khủng khiếp luôn. Em lấy còn hàng đẹp không mọi người? 19 cm, đường kính siêu bự luôn nha. Trời trời mưa cho mọi người thông cảm giùm em nha. 19 cm. Hiệu đề của nó là Hoàng Ngọc. Hay là nội phủ ta? Nội phủ cái gì đây? 19 cm nha mọi người. Xuất sắc bự luôn mà đẹp luôn nè mọi người, chụp kỹ giùm em nha. Cái này em bao chuẩn cổ trọn đời nha, bao chuẩn cổ trọn đời cho mọi người. Có bịch hết trơn rồi. Bịch bạc hết trơn rồi. Tình trạng là để em xem cho mọi người. Đây nó có hai cái đường tóc. Mọi người muốn mua thì em sẽ quay kỹ cho mọi người xem. Một cái đường tóc chỗ này nè, từ đây lên đây ha, mọi người thấy rõ. Còn cái một cái đường tóc ở đây nè. Từ đây xuống tới đây nó chẻ hai nhánh nhỏ nhỏ bên đây. Rồi vậy thôi. Chỉ bị vậy thôi nha. Đó, siêu bự luôn. Cái này em cho luôn với giá là 12 triệu nha. 12 triệu cho cái mã số 23. Mã số 24. Một cái cặp dĩa Tam Đa Phúc Lộc Thọ tàu chuẩn cổ nha. Đường kính của nó là 13.9, 13.8, 13.9 nha mọi người. Em quay một cái trước. Hàng chuẩn cổ nha mọi người. Hiệu đề Ngoạn Ngọc. Đó, em chỉ biết được cái dài cái hiệu đề nhỏ nhỏ thôi mọi người. Tình trạng của nó em xem. Có hai điểm khờn men thôi. Một điểm khờn men chỗ này và một cái điểm khờn chỗ này, chỉ bị khờn men thôi nha mọi người. Còn cái thứ hai đây. Đúng một cặp luôn nha mọi người, đúng một cặp luôn, cũng ngoạn ngọc luôn. Tình trạng của cái này á mọi người, nó em coi nó cũng có hai cái điểm khờn men, gờ gác tay thôi. Chỉ gờ gác tay thôi. Một cái cặp dĩa tàu chuẩn cổ. Hiệu đề tức là Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Em giao luôn với là 4.8 nha. 4.800.000 cho hai cái dĩa tàu này, 4.8. Không mua tiếp lắm nha mọi người. 4.8 cho mã số 24. Mã số 25, một cái đầy một cái lục giác. Lục giác này nó cao là 33.5, chiều cao là 33.5. Lục giác tàu nha mọi người. Con ghê nè mọi người, thường mấy con ghê nó gãy chân à. Con ghê này còn lành lặn nha. Đây cái miệng nè. Có thần chỗ này. Đó, bị bẫy xíu rồi đó. Đây. Cái này mới là thần men của nó nha. Đây nó thần thần men. Chỗ này. Đó, bị lát men ở ngoài vậy thôi. Rồi, đây lát men đây nè. Tình trạng rất là tốt nha mọi người. Rất là tốt cái bình này, chôm đây. Cái bình em vô luôn với giá là 6 triệu nha. 6 triệu đồng cho cái mã số. Mã số này là mã số 25. Mã số 26. Hai cái chén tàu bông. Đường kính là 12 cm. Hai cái chén tàu bông. Cái này có hơi dinh dên, méo méo là chuyện rất là bình thường nha mọi người. Một cái lành thôi à. Hai cái này nó lành. Hai cái chén cào này em cho luôn với giá là 350.000. 350.000 mã số 26. Mã số 27. Em giao luôn một cái chén sen dịch. Sen dịch này nó có méo nha. Méo 12.5, cũng khi là 11.5. Nó méo nè mọi người. Đó. Sen đầy dịch đây nè. Tình trạng của nó ha mọi người. Nó lành nha. Tình trạng nó lành. Cái chén sen dịch tàu này em cho luôn với giá là 200.000. Có những món đồ đẹp giá cao, có những món đồ bình dân nha mọi người. Cho nên là kênh của em rất là đa dạng. Mã số 28, hai cái chén song hỷ. Cái này là cũng méo luôn, 12.
nó chỉ có 12 luôn, nói chung là hay méo méo đó. Rồi chạm nó chỉ gờ cái nào 7 chút xíu đây nè, một cái thứ hai đây, hai cái dán tàu này em cho luôn với là 350.000, 350.000 mã số 28. Cuối cùng là mã số 29 đây, một cái dĩa, một cái dĩa đường kính đó là 34.3, 34.3 nha mọi người. Đó, một cái dĩa duy nhất. Rồng ở đây rất là đẹp mọi người ơi, ở phía sau vẫn là rồng luôn. Đó, thường á rồng rất là hiếm hơn là cái phụng, cái này rồng không mọi người, hai bên rồng. Dĩa em vô luôn với giá 600.000 nha, 600.000 mã số 29, mã số cuối cùng luôn. Mọi người yêu thích cái món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374618838 nha. Trời mưa mọi người thông cảm giùm em nha. Những ai yêu thích kênh của Chơi Miền Tây thì nhấn nút đăng ký, bấm chuông nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.